Trước đó phát hiện đối tượng Hồ Giang Vũ, 29 tuổi, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang thuê xe cẩu chở hai khối kim loại lớn bán cho một cửa hàng buôn bán phế liệu trên địa bàn thôn Thế Long, xã Tịnh Phong có nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an xã Tịnh Phong đã kiểm tra xác minh và đấu tranh. Đối tượng Vũ khai nhận trước đó sử dụng xe cẩu đến một doanh nghiệp cấp thiết bị máy móc ở phường Trương Quan Trọng, thành phố Quảng Ngãi, cẩu hai thiết bị máy nghiền đá để trước cửa hàng rồi chở đi bán. Được biết hai thiết bị trên trị giá 200 triệu đồng. Hiện vụ việc đã được công an huyện Sơn Tịnh bàn giao cho công an thành phố Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra làm rõ.